Shop QuyềnDzFM.vn là shop chính thức của mình. Anh em nào có nhu cầu mua Amplify hoặc thử vận máy vòng quay kim cương giải ra thì hãy nhớ đến shop của mình nha. Phá tan chế độ tử chiến xếp hạng khi tôi chuyển sang leo rank huyền thoại tử chiến và cái kết giao tranh cân 3 cân 4 cực kỳ căng luôn. Clip gồm 2 trận, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Rồi, ok, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh của QuyềnDz. Thì ngày hôm nay là một clip đặc biệt luôn anh em nha. Có nhiều bạn là muốn mình chơi tử chiến xếp hạng và thắc mắc là bảo sao mà anh không chơi tử chiến xếp hạng. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi tử chiến xếp hạng luôn anh em nha. Và đặc biệt với đó là mình sẽ leo huyền thoại luôn. Rồi, thì trước khi vào trận đấu thì mình sẽ thay đổi nhân vật. Đó, anh em chọn kỹ năng nhân vật sao cho phù hợp để khi chúng ta chơi là dễ chiến thắng hơn. Thì ở clip này tôi sử dụng nhân vật Alok và kèm theo ba combo khác, đó là nhân vật di tăng 40 máu ở đầu trận và Yota và thêm Nikita nữa. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào luôn anh em ơi nha. Vừa ghép một xíu vào luôn anh em ơi. Thì những trận đấu ngày hôm nay nếu mà bình luận full ấy thì rất là dài, cho nên là tôi sẽ bình luận những cái pha highlight thôi anh em nha. Đây, thì đối với trận round đầu tiên này thì tôi sẽ không mua súng và tôi để dành tiền để trận cho trận thứ hai nha anh em. Và bây giờ tôi sẽ chạy qua là tôi nhặt được cái dao katana đấy để tôi cân bụng tim bằng luôn anh em nha. Trận đầu tiên mình đã càng quét bằng khẩu katana, thì trận thứ hai mình sẽ sử dụng khẩu Uzi. Đấy, thì trận này mình sẽ tiếp tục chạm mặt 4 thằng luôn anh em nha. Thì anh em xem mình xử lý 4 thằng này như thế nào nha, có thắng hay là không nha. Rồi, cùng mình đi thôi anh em ơi. Ba thì ngay trận này thì mình sẽ sử dụng khẩu M1887 anh em nhá. Đấy, thì đến round này thì team bên kia đã bắn rất là cẩn thận luôn anh em. Đấy, thì mình sử dụng khẩu M1887 thì anh em hãy theo chân mình để xem lại có chiến thắng được round này không anh em nhá. Hiện tại mình đã lên kim cương 3 rồi anh em nha. Thì trận này mình sử dụng khẩu thun sơn. Đó, thun sơn nâng cấp level 7 để mình chiến thắng trận này anh em nha. Rồi, ta đi thôi anh em ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ sử dụng kỹ năng nhân vật mới anh em nhá. Santino này, biến hình này anh em. Đấy, cái kỹ năng này là để mình thử test luôn anh em nhá. First.
đã lên kim cương 4 rồi anh em nha. Thì mình thấy kỹ năng nhân vật Santino này rất là hay, thì mình tiếp tục mình sử dụng nhân vật này để leo rank từ chiến lên huyền thoại luôn anh em nha. Ok, thì ta tiếp tục thôi nào anh em ơi. Trận 2, sử dụng 2 khẩu 3 chip vào leo rank và cái kết. Yeah.